trên đời có nhiều kiểu người lắm, có một số người mang giày sneaker kiểu giày tây. Giới thiệu các bạn, đây là thầy cúng của mình nè. Hồi nãy ra ngoài đường á, sợ mưa cái nói luôn là thầy phong thủy của gia đình nên giờ kêu luôn là thầy cúng luôn á. Nay cúng đừng có mưa con nha thầy. Ok, bán hàng được đó chứ. Dài chỗ này được anh Trung Hiệp. Không, hồi đó có cái từ hay lắm, tên là xã trưởng mà. Trời má. Thật sự tuyệt vời đúng không? Anh có cần một cái kính trên tổ quán tờ không anh? Đồ quá, đẳng cấp đồ quá. Có 60 mét 6 thì 60 về tới đây. Bỏ hai cây này quá. Mà đi người ta đánh đá cái thảm này thì cái kẹo nó có lúc rắc không? Đâu, à không, bỏ nếu như bỏ hai này ra là nhét cái thảm. Nhiều khi nhét cái thảm đè lên cái chân đó luôn á. Chào tất cả. Nếu mà lựa màu đen sẽ tốt hơn cái này. Mình hình như nó có một trắng rồi, về nếu mà thấy đen sơn. Về sinh đen là. Sinh nhật anh Thái? Hôm qua rồi. Hôm qua hả? Nhưng mà ước mơ lớn nhất trong ngày sinh nhật của anh là gì? À, đấy là mình không có bị mất sức khi mà tuổi tăng lên á. Tối hôm qua đi đánh cầu bị con gà này nó hành quá. Đúng mà mày làm bạn Thái của ta xếp lật sơ mi gãy chân nha. Sáng nay Thái thang đau lưng. Dạ. Yeah. Chuột rút rồi nở cơ tùm lum tùm la. Đã vậy còn bị bạn gái bắt ăn bánh kem, nhiều kem, rồi bắt ăn đồ ăn Pháp này nọ các kiểu nữa không? Rồi bắt ăn bạn gái. Rồi hôm nay mình có gì mới không Đăng ơi? Có 5 đôi giày mới với một cái áo mới anh. Wow, bây giờ mình khui cho các bạn coi đi ha. Khui đôi này trước đi. Rồi. Màu này sáng nhất nè. Ừ. Đây là đôi Spiridon Stussy. Đẹp, không chịu nổi luôn á. Mà nhìn giống như mấy xương khủng long á anh. Ờ, nhưng mà vấn đề là cái cục zoom đó mình bóp được, mình cầm được đúng không? Dạ đúng rồi nè. Ờ. Ở ngoài nó bóp. Nhìn đã ha. Ừ. Chất liệu thì đúng là quá tuyệt vời luôn, đôi này mang là hết bài. Không, em theo em á thì em không thích. Tại sao? Cái form nhỏ quá hay sao? Form nhỏ với lại nhiều người bằng chân bè á là sẽ mang không hợp. Ừ. Tại vì ở trên trước này nè, nó nhỏ, nó thon á. Nhưng mà nếu mà người ấm ấm kiểu Quốc Anh là mang thì chắc đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, nhưng mà chi tiết thì đúng là quá đẹp. Dạ. Chi tiết thì nó canvas hết luôn. Ừ. Đẹp, lưỡi gà rồi, dây. Ừ, tuyệt vời. Trời đẹp. Tiếp theo. Đó, tại mình có 5 đôi luôn mà, đâu phải một mình đâu đó đâu. Đó. Ui. Lần đầu tiên em thấy ra này luôn, cho đình 4. Off-white. Đó. Giày mới mình phải hửi. Trời ơi, đeo lớp khẩu trang vô mà vẫn còn nghe mùi keo nặng luôn á. Mùi mạnh quá hả? Anh hửi thử không anh? Nào hửi coi. Trời ơi, sao một đôi này mùi keo mạnh dữ vậy? Em cũng không biết nữa nhưng mà giày mới là luôn luôn lúc nào cũng phải thơm. Đã đúng không? Hết, đã. Hít vô một cái là giống như chạy lên tới ốc luôn hả? Về chi tiết đôi này thì quá đỉnh luôn rồi. Thì là sway ở trên đây, nó. Ừ. Và sway. Còn phần mấy phần này là theo giống như theo kiểu dạng off white luôn nhỉ, làm tư luôn. Ừ. Mà mình nhìn á thì giống như theo kiểu là giày lõi vậy. Ừ. Giống như y chang giày lõi luôn, kiểu là giống như sản xuất xong thành chưa sản xuất xong rồi. Dạ đúng rồi. Là cái này chưa may tới nè, cái này là có cắt chưa tới hay kéo lục hay là gì vậy đó. Yeah. Đó. Về phần màu á thì màu này là màu của nữ. Ừ. Đôi này là sản xuất cho nữ mang thôi. Nhưng mà mua size nữ bự á là sẽ mang, nam sẽ mang được luôn. Anh nhớ là anh mang size 12 US của nam là phải mang size 13 rưỡi của cái 13 này. 13 rưỡi của nữ. Đang ăn thì mang size mấy? Size 10 rưỡi của nữ anh. Tại em mang size 9. Ú, cái cục này màu off white đẹp quá ha. Dạ, màu đẹp. Nhìn clip dễ sợ. Màu off white luôn. Đó, trong đây thì nó sẽ cho ba bộ dây. Ừ. Đó, ba màu. Màu xanh này đẹp vô quá trời vô luôn ha. Dễ hương ha. Cái màu xanh này giống như là nó cũng không phải là màu Tiffany mà nó lọt hơn kiểu đó. Dạ, lọt hơn á. Hay kiểu màu tin. Ừ, nhìn hay ha. Ui, nó gì? Cái hộp nó có cái này bằng nhựa, nhìn bằng nhựa nè. Hay ha. Hay á anh. Dư mấy kia là toàn là bằng giấy đồ không à, chứ đâu có bằng nhựa. Ít đôi nào nó vỏ vai chuyển luôn. Là bằng nhựa. Nhưng mà cái nhựa thì có vẻ là nó không thân thiện môi trường lắm ha. Thế là nên làm giấy thì đúng hơn ha. Dạ, làm giấy thì nó sẽ ái hơn nhưng mà nó sẽ in nhiều chi tiết hơn. Mình nhìn đỉnh hơn đúng không? Dạ, nhìn nó cho một cảm giác quái hơn. Dạ, rồi. Xong rồi
box á thì nó cũng có lỗ lỗ đó, lỗ mà anh phải đúng, để đúng vô nè nó mới có lỗ. Chứ để sai cá là nó bị méo xẹo luôn ha. Vậy là chi tiết là thông minh đúng không? Dạ đúng vậy rồi. Vậy là phải... ý cô ốc vai với nó là mình làm gì làm là phải để đúng lỗ mới được đúng không? Cuộc đời phải đúng lỗ mới ok đúng không? Ủa phải đúng cái mục tiêu đó. Đó, nhưng mà cái này là cái này không thọc vô được. Không thọc vô được, nhưng mà cái này là nó cái này cũng không thọc vô được luôn đúng không? Dạ đúng rồi, không có nào thọc vô được hết á. Chỉ có lỗ này thôi là mình tưởng thọc vô được, ai ngờ là không thọc vô được. Vậy là nó không có thọc vô được đúng không? Dạ. Nó là khó thọc đúng không? Dạ. Ủa nóng lắm hay sao đổ mồ hôi dưới vậy? Nóng lắm. Tại nhiều giày hot quá phải không? Đúng rồi. Nhiều giày hot quá, nãy giờ đổ mồ hôi nách luôn á. Ghê quá. Đó, kế tiếp. Lâu lắm rồi mới thấy này nè. Nó chưa mới năm ngoái hả? lúc này đang còn nghỉ không? Dạ còn ạ. Ra đâu này có hip hop nhiều hay nữa không? Em mua được đâu luôn. Size 9 này luôn. Dạ hả? Nhờ bán rồi đúng không? Bán rồi. Tại không thích hay sao? Tại lúc đó chưa không thích theo kiểu mà SB đông này nọ. Mà giờ em cũng không thích SB đông nữa. Không hợp với em đúng không? Không hợp với em. Đôi này thì cái điều đặc biệt là màu ha. Nhà màu Supreme mà phiên bản này có 3 màu lắm. Màu gì? Màu đen, màu này với lại màu navy. Cái Jellyfish Wood này dễ thương quá ha. Đã nhìn nó. Còn chi tiết gì đặc biệt cho nó dài nữa không? Jellyfish Wood thêu qua đằng sau gót nữa. Thêu ở đằng sau gót. Ngôi sao không mà đôi nào cũng thêu ở đằng sau gót. Không, ý là cái ngôi sao kìa. Ngôi sao này hả? Ơi, ta nói cái đó. Cái này đâu phải gót đâu, cái này là bên hông nó dài. Nó sai rồi. Rồi anh sai. Rồi. Lót là Supreme đúng không? Dạ. Lót thì hết. Đó là Supreme. Chiếc bên kia là chữ Rim à hay là chữ Sụp luôn? Có mấy đôi ngày xưa lúc nào cũng để chữ Sụp, cũng để chữ Rim. Ờ, phải lấy đôi này mới đúng. Đó, là kết hợp lại Supreme. Nói cho anh cái này đâu, anh thích cái này tặng thôi. Tặng đó hả? Giờ anh mua tại cái tặng anh đôi giày. Rồi, ok. Đấy, kế tiếp là Air Force One Supreme CDG. Là có 3 hiệu. Còn lát là Nike nè, Supreme nè, còn CDG nữa. Nhưng mà không để cạc xong. Nhưng mà anh thấy đôi này nó hơi bị buồn sao? Đang có cảm thấy là đôi này nhiều khi nó không thực sự ấn tượng với mình đúng không? Nhìn thì nó buồn, nhưng mà chất liệu nó thì quá dữ luôn. Với mà mang chân có thể đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Anh chưa mang này nó không biết nữa. Da nè, mềm xùi luôn. Mềm xèo chứ sao mềm xùi rồi ta? Mềm xèo. Rồi tiếp. Mềm mịn. Ừ. Đó, phải nói giống vậy, chứ mềm xèo á. Đó. Thì dấu suốt thì làm khác là cắt luôn. Kỳ này là release cái box logo á mà nó cắt ra luôn á. Một cái trên một cái dưới á, nó. Lần này em cũng có mua màu trắng. Dạ hả? Màu trắng đẹp chắc đẹp hơn chứ đúng không? Mà nhiều người thích màu đen hơn. Tại vì màu đen dễ mang hơn. Như là ở phía sau nó làm cái chữ thương hiệu nổi lên ha. Supreme CDG rồi Nike Air rồi luôn hết. Đôi này nhiêu à? Đôi này hiện như chưa có giá này. Rồi, ok, hả tiếp. Để giá. Nắc đôi Nike đẹp Tailwind. Đôi này là Vua Quanh nè, đôi này là Vua Quanh nè. Bóng xoắn nảy, đô lực được cái kiểu Air Max nè. Này Tailwind mấy quá là ta? Tailwind 4 à. Đẹp quá. Đẹp không anh? Đẹp. Cái này nhìn... vô với em nữa. Vô em không? Dạ không. Không vô. Nhưng mà vấn đề là cái này nhìn không có vô. Nhưng mà mang lên chân, khi mà em lên chân nhìn vô gương nó sẽ đẹp lắm. Dạ. Tại vì nó làm cho em thứ nhất là cao lên nè, làm cho em chân em nhỏ hơn. Tại vì cái phần này nè, nó có cái viền này nè, nhìn đã lắm. Nên thành ra là mang lên chân nhìn nó sẽ rất là ok. Theo em thấy là nó nhìn bự bự, nó thô thô làm sao? Nhưng mà thô nhưng mà mang chân cho cái cảm giác gọn vậy nó mới hay. Nó khó cho mình nếu đi sai. Nếu mà thô theo kiểu dạng giống như mấy dạng này thì em vô. Cái dạng này là dạng lực, còn cái dạng này là thô mà thô tinh tế. Không hiểu vấn đề. Nhưng mà nhiều chi tiết nè. Supreme nè, logo Nike. Ngay cái lực đường này là có theo viền đúng không? Cái viền này gọi là sao ta? Viền nhựa mà có nhiều màu anh. Đó. Nhìn dữ ha. Nhìn cái này là cái điểm nhấn của nó luôn á anh. Đó. Chứ mấy đôi theo win kia là màu đen hoặc là màu trắng không à. Rồi, đẹp. Đó. Anh thấy đẹp không? Đẹp. Có sao anh mua liền. Mua liền. Nó có mấy màu ta? Dạ, hai màu. Nhưng màu này với màu đen. Vậy anh sẽ mua màu đen. Tại màu đỏ không vô phong thủy lắm. Màu đen thì nó sẽ màu xanh. Màu đỏ đẹp hơn. Vậy hả? Màu đỏ là tượng trưng cho chiếc Supreme. Ờ. Kế tiếp là... Cổ này dài hay gì mà sao có hợp nhung dứt vậy ta? Em cũng nghĩ là dài á. Dạ hả? Mà anh đã sai rồi.
Ồ, cái này nhìn dữ nè, cái này nhìn MV nè bạn. Pro Club. Mở lên có hộp này nè, đứng lên cái kiểu chữ được cái kiểu nhìn dữ đó. Cái này là áo gì vậy? Đây, đây là một chiếc áo. Hồi đó Nike á là làm cho những người mà oh, có vận động viên đồ á là chơi xong rồi mặc vô. Xong giờ Nike làm cho người mặc luôn. Đó. Wow. Má sao nó nó mắc cười á, làm cho người bận luôn. Ủa chứ cái vận động viên cũng là người mà. Nhưng mà vận động viên khác, mình khác, giống như mình giống như lúc đó anh đâu có cơ hội anh mua đâu đúng không? Giờ anh đó cơ hội anh mua. Rồi ok đó. Nhưng mà đẹp quá. Nó lên dày dày cu luôn. Cho nó có da hay sao? Dạ không, không có. Mấy cái chữ á, mấy cái chữ á. Dạ không. Ờ, nhưng mà nhìn đẹp ha. Đó. Ờ, đâu bận vô thử coi coi đẹp không? Em hơi nóng á. Thì nóng bận vô nó mới mát. Hơi đổ mồ hôi tí á. Thì xỏ vô một cái thôi cho các bạn coi làm gì cắn nha. Ê, trời ơi. Ồ, con nguyên cái miếng bá ra trong này. Em không mở ra làm sao em biết có bí kíp trong đây. Đúng không? Bí kíp ở đây nè. Rồi, xỏ vô một cái đi. Mình làm content mình phải hy sinh chút xíu nha. Để các bạn còn thương mình đó. Đứng vô cái, mặc vô cái đẹp trai liền ha. Nhìn như mấy anh đánh golf nè, chơi bóng chày nè. Ừ, nhìn dễ thương á, nhìn chưa bóng rổ mà. Nhìn dữ á, nhìn lấy đó, cá này nhiêu tiền à? Dạ, 6 triệu 8 à. Ồ. Nó zip lên cái. Lấy tiền, lấy tiền. Em mặc học á anh. Bữa là size XL em mặc hơi bự. Dạ, yeah, để anh bật thử cái coi. Không, anh phải mặc size XL. Rồi, ok. Tại anh bự hơn em, okay. Nhưng mà chất liệu A1 luôn á anh. Nhưng mà à mang rồi đúng không? Dạ mang rồi. Ờ. Chứ mới rồi mới 35 á. Ờ ok. Hello. Hello. Where's my luck? Và bây giờ thì nó có một cái sản phẩm mà dành riêng cho mình. Đây, đây là cái Wear Supreme. Đó. Thì đây là mình đã đặt từ cách đây cỡ tháng rồi sao á, nhưng mà giờ nó mới về. Thì cái hộp này rất là đẹp các bạn. Đây là lần đầu tiên mình thấy một cái kiến bơi mà có cái thiết kế hộp đẹp vậy ha. Đó. Dữ không? Kiến bơi nè. Đó. Rồi, đeo thử luôn cho các bạn coi. Kiến này là đi mùa mưa là hết bài luôn. Ồ, cái tinh chỉnh của nó hơi khác xíu. Sao? Dữ không? Nhìn dữ không? Ô hộp đẹp quá. Chắc nữa. Xịn. Đi đi ra khoe đẹp. Anh Thái. Nhìn dữ không? Sao cười kỳ vậy? Nhìn dữ không? Nhìn dữ không? Nhìn dữ không? Không dữ hả? Sao mày thấy dữ vậy ta? Kỹ vậy? Nó nhìn hơi sai á. Bạn có khách nữa chứ ngại quá. Mà cái kiến này nó kiểu kiến speed đó các bạn. Tức là khi mà muốn bơi nhanh thì sẽ đeo cái này. Ồ nhưng mình đang đeo ngược hay sao ta? À không đeo đúng rồi. Ok, mình tới đây thôi ha. Giờ qua tiệm để coi các bạn sơn xong như thế nào rồi. Let's go. À khoan, bây giờ trời đang mưa nữa. Nếu mà mình lấy cái kiến speedo này, mình đeo vô, rồi mình đi trời mưa, có người ta có đánh giá mình hay không ta? Chưa, các bạn đợi xíu. Mình sẽ lấy một cái đợi xíu. Đây. Đây là một cái nón bơi cũng của Speedo Supreme. Nó nằm trong cái bộ này. Hey, anh Thái đứng lại. Anh Thái đứng lại để nhận xét một cái outfit của tôi như thế này. Nhìn thấy bây giờ tôi đi ra đường tôi đeo về luôn, thấy ok không? Người ta công an sẽ vẽ anh lại. Tại sao? Người ta sẽ kiểm tra quốc tịch của anh. Người ta tưởng anh là Michael Phelps. Ồ dạ. Oh, anh Thái đúng rồi, Michael Phelps. Anh nguyên bộ Speedo Supreme các bạn. Đỉnh. Bây giờ anh sẽ thử cái tính năng là cái kiến này có thể trở thành cái kiến đi đường hay không. Đó.
trong một cái ngày trời mưa tầm tã như vậy đó. Rồi ok. Anh không chắc gì đâu, an toàn lắm vậy quá. Để anh sơ test thử. Rồi đi quá nè, đưa điện thoại đi. Dài đẹp thế. Đeo đeo kính bơi đi xe máy luôn nè. Đúng rồi, đang test thử coi đeo kính bơi này chạy ok không. Ờ, để coi gió nó không dùng mắt. Anh chạy qua cửa hàng đấy nha. Vô chơi đi. Ok ok. Xíu quay lại ha. See you, see you. I'll be yours if you let me. Let me hold you tight. But I don't know if you let me in, yeah. I know you had your heart broken one too many times. And now it's hard for you to open up. They have been cruel to you, saying things they don't mean. They have been rude to you. Ủa, đeo kính này mình không thấy cửa hàng của mình đâu luôn. Quá đỉnh quá. Yo. Bao nhiêu phần trăm em? Được bao nhiêu phần trăm rồi? 30 chưa? 45 rồi hả? Ok ok. Đừng bao giờ đeo cái chiếc này để chạy xe ok. Giờ giờ sáng dậy em gặp cái gì là khó khăn nhất khi dễ cái cửa đây? Là mềm mặt, cộng gầy. À. Lựa sóng của cái này là khó nhất thôi. Thì tính ra đây là thiết kế khó dễ đúng không? Dạ vâng. Ờ ok, thôi chị cố gắng giùm anh ha. Khó vẽ do cái nền thôi. Hả? Khó vẽ do cái chất liệu nó... À, chất liệu nó tĩnh điện đúng không? Dạ. Ờ, ok ok. Nói chút xíu về cái trải nghiệm đeo kính bơi chạy ngoài đường thì sao ha. Thứ nhất là gió nó không có vô mắt, và đó là một điều rất là tuyệt vời. Không có miếng gió nào vô mắt, không có một cái kính nào có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là đó là điều duy nhất nó được. Còn tất cả mọi thứ, mọi thứ nhìn thì mờ mờ, chạy hồi thì có sương mù. Đừng bao giờ đeo cái kính mà chạy xe. Mình đã thử rồi, và đây là một cái bài học ngu xuẩn. Ok, đừng bao giờ làm cái này hết nha. Đang làm phức tạp á.